Ngay từ khi bắt đầu đến với con đường chuyên nghiệp thì mình đã thi đấu dưới màu áo của SCD bên cạnh những người đồng đội như là Long Cây, Sabo cho đến tận bây giờ. Và những khoảng thời gian luyện tập ở chung với lại những người đồng đội của mình đó là những kỷ niệm rất đáng nhớ. Khi bắt đầu làm đội trưởng thì những khó khăn của nó không phải là việc sắp xếp team luyện tập hay là bố trí đồng đội thi đấu ở những vị trí nào, mà đó là làm sao để dung hòa những tính cách, những cái cá tính cực kỳ riêng biệt của mỗi thành viên và giải quyết những cái xung đột trong team khi sau những giờ train và làm ổn thỏa những điều đó. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình có lẽ là khi team trước thềm thi đấu giải đấu trường máy tính 14, những xung đột, những khúc mắc ở những lần thua giải đấu trước đó nó đã tạo nên những cái mâu thuẫn không thể giải quyết được. Và rất may mắn là khi đó có anh chủ đầu tư của SCD đã cùng sát cánh với team và đã giải quyết cái mâu thuẫn đó kịp thời và chuẩn bị cho mình tinh thần và những thứ tốt nhất để có thể tham gia giải đấu chung mùa 4 và đã thành công. Luan Chicken Dinner dành cho SCD. Mặc dù rời khỏi vị trí đội trưởng của SCD nhưng mình vẫn sát cánh cùng với team, là một người đứng ở đằng sau quan tâm và quan sát các thành viên còn lại trong team. Nhưng còn sau này nữa thì mình có rất nhiều dự định, nhưng có lẽ mình sẽ chia sẻ sau và rất mong là mọi người sẽ ủng hộ mình trong khoảng thời gian tới. Tuy anh Vũ là một người khó tính nhưng những việc anh Vũ làm là vì tốt cho team và đồng đội. Nhờ anh Vũ mà em trưởng thành nhiều hơn. Nói chung là suy nghĩ của em là về khoảng thời gian anh Vũ trong team, là anh Vũ là một người cha rất là hiền, lúc nào cũng trông nom mấy anh em á. Đặc biệt là đến lúc giờ chen là anh Vũ gọi nguyên đám dậy, xong rồi ăn cũng nhắc, giờ ngủ cũng nhắc, rất là hiền. Mấy anh em mỗi lần mà nó phạm sai lầm là anh Vũ rất nói rất là nhỏ nhẹ, em không được làm vậy. Chung mà cũng có mỗi lần anh Vũ đi đâu chơi là cũng rủ theo, nói có đi ra đường em gái rồi cũng được, em chấm như vậy anh Vũ khoảng đó là điểm 10. Từ trong game cho tới ngoài là đến khi tụi em cãi lộn mà anh Vũ vẫn can ra trong game mà vẫn lead đi này bắn kia như thường. Anh Vũ làm tròn trách nhiệm đội trưởng. Nói chung là một khoảng thời gian đáng nhớ khi anh Vũ cùng đấu với tụi em suốt mấy mùa. Về việc mà em đội trưởng là chắc chắn không phải là gánh nặng rồi, bởi vì team thì thằng nào cũng trên 18 tuổi rồi, ý thức được rồi. Còn về kỹ năng thì chắc chắn là có rồi, bởi vì em trẻ trâu mà. Phan ơi, đúng rồi Phan ơi. Với lại sau lưng em mà có những người đồng đội nữa. Được anh Vũ lúc còn đội trưởng là huấn luyện hơi bị cứng, nên là giờ tụi em nào hết. Ngay từ khi bắt đầu thì Long Cây đã bộc lộ rất nhiều tố chất tốt của mình và cực kỳ thích hợp để làm một người đội trưởng tiếp theo. Em đã trưởng thành sau 2 năm ở trong team và cái sự trưởng thành đó đã được công nhận qua rất nhiều giải đấu. Và mình hy vọng rằng với lớp này và với việc mà Long Cây làm đội trưởng thì team có thể tiến xa đi hơn nữa.